Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn hai ván đấu rất hay của Nam Phương công tử Lại Lý Huynh khi đấu trên đấu trường Thiên Thiên Thiền Kỳ. Hai trận đấu mặc dù mất xe nhưng vẫn tấn công bão táp. Kết quả như thế nào mời các bạn thưởng thức. Biên bản gián 1 Giang Bân Trung Quốc cấp độ thần 1.1. Chuẩn đó. Chi Tướng quân. Tại chương. Thank you.
吃。 将军。 吃。 破事。 吃。 破事。 Mã Sao, Tấn Sáo, An Sĩ, Phế Xè. Nước cờ quá hay của Nam Phương công tử. Chơi đến đây nếu như bên đỏ dùng xe chém xe. Chỉ chi. Xe 7 bình 1 thì bên đen sẽ bước mã chiếu tướng sát cục. Một nước cờ phế xe lại rất hay, cho nên bên đỏ buộc phải bỏ xe và ăn xe về mã. Xe 4 thối 5 và quân chơi tiếp. Xe 9 bình 3. Mời các bạn tiếp tục thưởng thức ván cờ rất hấp dẫn của Nam Phương công tử Lại Lý Huynh. Chiến. Zài chiang. Sure. 将军. Chiến. 将军。 再将。 将军。
吃。 吃鸡。 当头炮。 吃。将军。 吃鸡。 将军。 吃。将军。 吃鸡。 吃鸡。
是。持军。是。将军。是。是。是。破相。破事。是。将军。将军。再将。将军。
吃。吃。吃。将军。将军。再将。将军。将军。马năm thối sáu chiếu tướng. 再将。chơi đến đây nếu như vô tướng thì sẽ đây mã sáu tấn bảy chiếu tướng bắt pháo buộc pháo phải vào chống đỡ và mã sáu tấn tám bắt chết mã đen. 将军出马。đến đây thì cao thủ Thiên Trí Kỳ đã buông cờ nhận thua.Các bạn vừa thưởng thức hai ván cờ rất đặc sắc của Nam Phương công tử Lại Ly Huynh. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ like và đăng ký để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.